trường quốc gia Mỹ Đình. Bầu không khí rực lửa tại trường quốc gia Mỹ Đình. Ra sân! Từ rất sớm đến từ quý anh chị để chúng ta chuẩn bị thưởng thức MV Chiều Nay Ra Sân. Và tại sao nó sẽ là Chiều Nay Ra Sân? Bởi vì Bách muốn nó lan tỏa thực sự nhiều hơn. Và Bách muốn, lúc đấy Bách quyết định là bài hát này sẽ là dành cho mọi người, không phải là cho đội của mình không nữa. Và các cái bản demo kế tiếp nó cứ liên tục nó vang lên ở khắp các cái sân. Và đến tận giờ này thì các cái giải gọi là cái giải không có tên, các cái trận đấu giữa những cái đội mà không biết đá bóng cũng bật Chiều Nay Ra Sân. Thì cuối cùng là khắp nơi cuối cùng lại vô tình lượm bí kíp một cái là thành bài của đội tuyển quốc gia. Thì Bách nghĩ đấy là một cái duyên, thực sự hạnh phúc với điều đấy. Cố lên cho cái gì đó của mình đó là. Thì bây giờ